cái khu vực nhà ở xã hội Định Hòa, và hiện tại thì Viên Nguyễn muốn giới thiệu đến tất cả mọi người. Viên Nguyễn giới thiệu đến tất cả mọi người đó là cái nhà ở xã hội Định Hòa ở trong đây. Thì cái khu này là người ta trang trí thêm thôi. Ví dụ như cái tủ này thì nó tầm khoảng 2 triệu đó. Rồi cái niệm này khoảng 500 ngàn. Bên đây TV. Thì đầu tiên là căn hộ tầng 4 có 20 mét vuông sàn, được người ta thiết kế làm một phòng sinh hoạt chung, trong đó có bếp, rồi có sofa. Và ở trong phòng sinh hoạt chung này thì có thêm một toilet. Trên là 10 mét vuông gác, nhưng mà riêng căn hộ này được người ta thiết kế thêm khoảng 5 mét vuông nữa, nghĩa là 15 mét vuông gác. Thì ở đây dùng để làm phòng ngủ, có thể để được tủ quần áo, rồi tivi. Về điều đặc biệt nữa là thêm thiết kế đặc biệt của BKMX thì ở đây có thêm một phòng phơi quần áo. Nó như vậy là chỉ vỏn vẹn trong 30 m2 thì được người ta thiết kế một phòng sinh hoạt chung, một phòng ngủ, một toilet và một phòng phơi quần áo. Những vừa giới thiệu ở trong những căn hộ kinh doanh ở tầng trệt, rồi chúng ta vừa xem ở tầng 4 là căn hộ làm phòng ở, còn đây là hành lang của căn hộ. Giá rẻ thì nó cũng không có rộng, nó chỉ khoảng 6m7 thôi. Ở phía cầu thang vừa lên thì còn có một sảnh sinh hoạt chung. Sảnh sinh hoạt chung này thì rộng khoảng 40m2, và cái địa điểm ở đây nhìn ra trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương. Trung tâm hành chính tỉnh thì nằm ở thành phố mới thuộc phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Đây là cầu thang, và nếu như các bạn cần mua những căn hộ này thì hãy liên hệ số điện thoại bên dưới và bạn Viên Nguyễn sẽ giúp các bạn tìm hiểu thêm những thông tin về căn hộ ở đây, và có thể mua để ở hoặc là để kinh doanh.